Như phóng viên VTC đã đưa tin, vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, ở tại thành phố Hồ Chí Minh có hai bé trai, anh 5 tuổi và em 3 tuổi, dắt nhau lang thang đi tìm cha mẹ trong đêm, được cơ quan chức năng đưa về trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp để chăm sóc. Và đến thời điểm hiện tại thì hai bé vẫn chưa được người thân nhận lại. Đáng nói là hai bé cũng không nhớ tên mình và không biết bố mẹ là ai. Theo bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Gò Vấp, sau 3 ngày kể từ khi đến sinh hoạt tạm thời tại trung tâm, hai bé trai dần dần hòa nhập với môi trường mới, mặc dù đôi lúc còn rơi vào trạng thái tâm lý không ổn định. Tuy nhiên, bé trai khoảng 3 tuổi có vẻ lanh lợi hơn, chịu hòa nhập với các bạn. Riêng bé trai 5 tuổi tâm lý không ổn định, thường xuyên tách biệt với các bạn xung quanh. Theo Trung tâm Nuôi dưỡng Bảo trợ Trẻ Em Gò Vấp, chiều ngày 18 tháng 2, có một người đàn ông đến nhận là cha của hai bé trai. Trung tâm đã hướng dẫn đến công an phường để làm thủ tục xác nhận. Tuy nhiên đến nay, trung tâm vẫn chưa nhận được thông báo từ công an địa phương về việc nhận lại hai bé trai của người này. Ngoài ra, những ngày qua có nhiều người đến nhận nuôi hai bé, khiến việc xác minh gia đình của các bé cũng gặp nhiều khó khăn.